cái kem nào đâu mà có tiền. Tiền này của bé lấy chất lúc của ai? Kem chưa chị Giang ơi, chắc tiền tiết kiệm của em cô đừng nhờ kem lắm nhỉ. À, chị bán kem chị bán hết chén kết mà em hết rồi, chị đang về lấy đấy. Em ngồi đây chờ, chị xem thế nào nhá. Bán kem đây, Giang đã đặt mua kem của chị. Đây là một cái kem Kit Kat mà tiền thừa này. Em xin nhá. Thôi đi đây. Tiền của em ấy đúng là một hành động rất xấu, mình không dám quay lại gặp mặt em ấy để xin lỗi. Mong em ấy thông cảm và hiểu cho mình.